đây là mũ cây cao su. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa và nhóm của Vua Khỉ miền Tây đã đến xã Đắc Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước để cưa những hàng cao su. Ở đây có khoảng hơn 400 cây. Ba của Hoa sẽ đôn đọt lại. Mấy cây này thì sử dụng để trồng tiêu và hàng cà phê. Không phải ổ kiến vàng. À, thử xích cho kiến cắn tôi biết chứ, người ta nãy nói tao ngon lắm rồi. Sướng sướng chạy nó miếng, chạy nó miếng. Nhiều bộ. Nè, để nó gà cái bộ. Chỗ kiến đọc ra, để em khui ra cho nó. Để em khui ra. Bên đây quá trời luôn. Lên mình khui mình đi nè. Mé lại lẹ. Giờ dắt cây vậy lá bò lên. Ở phía bên kia là vườn điều. Mấy chú nó hay. Những cây điều lớn lâu năm đó mà. Hay lắm mà. Nơi đây có đường đi chưa có mở đàn. Đất đỏ. Vô không đi chú. Đổ vô không đi. Căng cao su quá thì nó nguyên một cái lô luôn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Mấy cây này sẽ cưa phía ngoài trước cho nó mấy cây phía trong dễ ngã, chứ mà cưa ở trong trước thì khó xử lý mấy cái nhánh đó. Nó sẽ vướng đọt mấy cây phía ngoài. Mấy cây này thì nó nghiêng theo chiều của hướng gió hay sao á. Lấy cái khối bồ á, bóp vô nó xỉu à. Thử ra em con. Gì bộ? Thử ra lấy cái khối bồ đạp vô nó xỉu à. Ra đi. Ra xong nó cắt anh xỉu luôn. Bị cắt rồi, bạn bị cắt rồi. Cường cũng có hỗ trợ đeo bộ móng leo và bộ đai nữa. Để leo lên phía trên cưa đông đọt phụ với ba của Hoa luôn. Vậy nãy đi mua vậy ha, chơi ngủ. Lấy đi đầu giờ chiều mua. Chắc phải luôn. Lò gỡ kiến rồi. Quá nhiều kiến vàng. Đây là khu vực trồng những cây lâu năm rồi, không có trồng trái nhiều nên ít xịt thuốc lắm. Kiến vàng và những côn trùng khác cũng còn hơi nhiều nữa. Giờ bên kia trồng điệu gì đó nghe cậu.
cây nhỏ này thì bộ móng leo cũng khó đứng. Hai của hoa đứng hai chân không đồng đều, đứng chân trên và chân dưới. Anh đang đi mua xịt mũi. Anh đang đi mua xịt mũi. Xịt mũi mà sao rồi xịt kiến được? Tự nhiên nghe hi hi hi. Anh Trang ơi, mua cho xịt mũi anh Trang ơi. Thầy ba của Hoa có điện thoại nữa là nguyên cái phần đọt mà giáp luôn nguyên cái đường đi, lố luôn cái đường đi luôn. Không qua đâu mà quay. Anh đang nói không qua đâu mà quay. Quay bất cỡ không qua gì á. Anh ơi, thằng thấy cái nạn hai đi dùng cái sợi dây đó. Đi leo lên, tại vì phía dưới là cái kiến nhiều lắm. Bên kia thì ba của họ đang đi xuống. Anh quấn hơi nhiều rồi đó. Dây nó ngắn. Rồi rồi. Chắc ở phía trên cũng còn kiến nhiều lắm. Bông của cây cao su. Nè lá. Cái tượng bên kia nó bị khô rồi. Nhánh nghe gắt gắt luôn. Lên trên hình như là khớp luôn phần đọt hay gì. Tại bên kia có cái vườn điều nữa, ảnh không có dám mà cưa xích dưới này. Đọt lớn không? Nó phía dưới sẽ cưa củi ra khoảng 7 đến 8 tấc. Oh.
khô rồi, có thể là anh Sang sẽ cưa khớp khúc bớt. Mà cưa nguyên phần đồng. Rồi, xuất sên luôn rồi. Giật nhanh quá. Anh cưa nhánh phía sau để cho nó không có bị vướng cái nhánh đó thôi. Hay vậy thôi, tát nhanh quá nó vụt cái sên ra luôn. Hay chuyện mới cưa xuống mà gắn cái sên lại. Đợi cái máy cưa bà cũng hoa lên luôn. Không cần đợi phải gắn cái sên nữa. Né hoàng bên. Nứt ra phía sau có hoàng thân cây. Rạp lên mũ dính chân quá nhiều. Vậy là anh đôm như vậy cho giống giống như cái bên kia. Vậy cứ như vậy là đã hoàn thành rồi. Lâu quá không khí cháy này, khí cháy quá hả? Nói gì lại đi nữa. Lấy máy hiền ơi, lại đi. Kiến à, kiến mà không dám nói. Tại vì anh Sang đợi cái sợi dây đó để đi xuống phía dưới. Cái này là nhất nách nè anh Sang ơi. Chạy xịt mũi kiến quá nhiều mà áo cũng ướt nữa nên ba cũng cỡ trận luôn rồi. Xịt với chân chó nghe mũi rồi bu vào nựng bò vào quần. Mấy cây cao su xung quanh đây thì cũng có ngã theo một chiều thôi. Ở phía ngay bà của Hoa đứng thì không có nhánh nào hết, nhưng mà đổ ra phía ngoài. Mấy cây phía trong đây cũng vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phía xa đằng kia thì cồn cũng có leo nữa. Rồi ra phía ngoài nó mất tầm nhìn nè. Cái này cưa xong phải đợi cho mấy anh ở phía dưới cưa củi ra nữa, nếu không là bị đè lại mình cũng không cưa được nữa, phải moi lên đó. Phải moi lên cũng rất là khó cưa. Mới vào tháng 3 thôi, mới vào đầu tháng 3 thôi mà đã có tiếng ve kêu rồi. Cắt ngay chỗ trống luôn, cắt nguyên phần đọt lớn luôn. Chỗ đó hơn nguyên cây luôn, hơn nửa cây. Cây hai bên nằm gần sát với nhau, ta có hoa tỉa hai bên để đôn đọt cho nó dễ, nó không bị vướng và không bị tét cây nữa. Uh-huh.
là bông hoa đã tươi xong. Làm gì đứng đờ người với anh Sang? Nghiên cứu làm sao mà leo qua khỏi dây tiêu mà không bị nhức nách. Lời kiến nó cắn vô nách. Trời ơi, mũ dữ vậy. Chú qua chảy sữa vậy. Này về là mình về cái mình căng ký bán luôn. Chị ơi, con chị mấy tháng rồi chị. Trời ơi, giữa trẻ luôn rồi. Được 3 tháng rồi. Nhưng mà cái này hôi cu ke quá à. Hôi cu ke, hôi thuốc lá. Diễn quá diễn. Lâu lâu tấu hàng leo, xíu này. Kia kìa. Cái này nhỏ. Lên cầu keo đây khớp. Dưới vàng nó bò ghê à. Khiến nó bò trên thân cây à. Này tối quá không thấy rõ à. Cây nãy cắt cực thiệt. Cây nãy cắt cực thiệt. Lấy chai sụp sổ leo ba còn một chai nữa mà. Leo tiếp tục lên à. Còn một chai nữa đâu tiêu rồi. Ba thầy trò leo lên luôn. Hai người leo bóng leo. Một người leo cùng. Ông đẳng kìa. Ông đẳng đấy. Ông đẳng đó. Ông rồi. Cây của anh Sang chính giữa nhưng mà thấp nhất. Hai cây hai bên lấn hết trơn rồi. Lấn chiều cao hết rồi. Của Hoa cũng đợi anh Sang bên kia cưa xuống bóp nhánh để nó là đỡ cản đỡ quẹt anh Sang. Đây một móng leo mà dùng cái chân kẹp lại kẹp chéo ngoéo chân. Bỏ nó trơn tại vì ba của Hoa mới ngoéo trong trượt trượt rồi. Hai cây cao nhưng mà suông dễ cưa, còn anh Sáng thì nhánh nó có nhiều nhánh cưa hơi lâu một chút. Họ đập nhau có kiến cắn không?
Chứ không phải cắn nhấn nách hay cường. Thì nó cắn cái này vậy giờ cưng lắm mà. Không biết sao cưng nữa. Rồi cây con sang cưa như vậy cũng hoàn thành. Cường cũng đã xong luôn. Tránh một bên để né cái dây tiêu nữa. Gầu dữ vậy anh cỡ? Đuổi đi luôn hả? Vụ gì mà đuổi đi luôn, dính mũ mà làm sao? Dính mũ chiến cái mà quá trời. Dính mũ vậy. Than quá than rồi. Về kêu để em kêu chị tẩm bổ cho. Ăn gì con? Hả? Muốn ăn gì? Không biết nữa. Về cho ăn hủ trao nha. Ăn trao ngoài tỉnh xá Ngọc Phật. Một Phật. Ra ngoài anh ăn hết mấy hủ trao của thầy rồi. Ăn hết gần hai hủ. Gần hai hủ. Giờ khang tiếng rồi còn khang tiếng. Mấy anh em ăn ăn chung với ăn mình. Để tiếng. Mình anh gọi nói chuyện luôn. Anh em ăn chung. Mấy thầy trò cũng đã đôn đọt được một vài cây rồi. Vì ở đây cũng còn nhiều, khoảng hơn 400 cây rồi. Thôi cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.